dành muốn thấy được cái nụ cười trên cái gương mặt của họ, thì đó là mang lại cái hạnh phúc cho người ta, mang lại cái hạnh phúc cho cái người được phục vụ. Mình tên là Quân, họ tên đầy đủ là Trần Cẩm Quân. Bây giờ mình đang sống ở tiểu bang Nam Úc của nước Úc và đang học Bachelor of International Hotel, dịch nôm na là quản trị nhà hàng khách sạn quốc tế chẳng hạn vậy. Và tại trường học viện Le Cordon Bleu. Thì nói về cách chọn trường thì cũng nói về cái lịch sử học tập một tí, là ngày xưa cũng đã từng đi du học ở châu Mỹ rồi, thì học cái chuyên ngành cũng là quản trị của Hospitality, nhưng mà học về hai lĩnh vực là nhà hàng và khách sạn. Thì bây giờ mình muốn là đi chuyên sâu hơn một trong những cái lĩnh vực đó, thì đã thực hiện một số cái nghiên cứu tại Canada thì nó không hề có được như Úc. Thì tại Úc và chính bản thân trường Le Cordon Bleu thì nó có những cái chương trình rất là thực tiễn, đi sâu vào các chuyên ngành chẳng hạn như là nhà hàng và khách sạn cho học sinh để lựa chọn. Thì thấy trường Le Cordon Bleu là một trong những, và Le Cordon Bleu cũng là một trong những gọi là học viện của có uy tín trên toàn thế giới về mặt chất lượng học sinh và về mặt bằng cấp cũng như vậy. Thì cũng chọn trường Le Cordon Bleu để giao mặt gửi vàng chẳng hạn như vậy. Ngày xưa học ở một nước trước đó thì khả năng lấy những cái con điểm cao thì rất là dễ. Thì thay vì bây giờ đến nước Úc thì các bạn học sinh có thể phải vò đầu bứt tóc để có thể giành được những cái con điểm gọi là 80 hoặc là 85 tại nước Úc chẳng hạn như vậy. Thì thầy cô tại nước Úc thì khá là căng trong cái việc chấm bài cho học sinh về gọi là những cái kiến thức thực tiễn và thật sự cần thiết cho học sinh trong cái chuyên ngành đó. Bất kỳ một ai học ngành Hospitality trong người thì cũng là có cái bản năng gọi là hiếu khách và kiên nhẫn với khách hàng chẳng hạn, và muốn dành cho những cái người mà mình phục vụ những cái chất lượng gọi là tốt nhất, và luôn được muốn thấy được cái nụ cười trên cái gương mặt của họ, thì đó là mang lại cái hạnh phúc cho người ta, mang lại cái hạnh phúc cho cái người được phục vụ. Thì đó chính là lý do tại sao chọn cái ngành Hospitality. Đi du học thì cũng đã từng có khoảng thời gian hối hận qua rồi, nhưng mà chọn ngành học thì chưa. Vì lý do là mình đã rất là yêu thích cái ngành này kể từ khi tốt nghiệp lớp 12 tại Việt Nam thì mình đã xác định cái ngành học của mình là cái gì, nên cũng chọn được cái ngành này. Cái hối hận chọn đi du học là vì xa nhà, xa bố mẹ, không được ở chung với bố mẹ, nhưng mà cũng phải cảm ơn ngược lại bố mẹ cũng đã cho mình đi du học để có được cái con đường tương lai có thể sáng hơn. Thì sau khi đến Le Cordon Bleu thì thấy thì ra là nó mượn của học viện TAFE, mà tuy là mượn của học viện TAFE nhưng mà Le Cordon Bleu trang bị rất là đầy đủ những cái gọi là cơ sở vật chất và những cái tiện nghi, tạo mọi điều kiện cho học sinh có thể gọi là cả sát so với chương trình học của Le Cordon Bleu đề ra. Chẳng hạn như là mình học môn về rượu thì trường có những cái gọi là có những cái phòng pha rượu, học về cà phê thì có những cái phòng cà phê cho mình có thể đi vào, có thể thực tập, và học về những cái môn mà có liên quan đến máy tính hay là những cái gì đó cũng có cho mình để mình có thể. Thì Le Cordon Bleu phải nói là khá là chăm chú cho từng cái khía cạnh mà có thể là phát triển hết mọi tiềm lực của học sinh. Le Cordon Bleu mỗi năm có tổng cộng là 8 môn học cho mỗi năm, và 8 môn đó sẽ được kéo dài trong 6 tháng. Thì như mọi người biết thì Le Cordon Bleu có tạo khóa học gọi là vừa học và vừa thực tập, thì 6 tháng học và 6 tháng thực tập cho học sinh. Thì nói chung chương trình học của Le Cordon Bleu mình cũng giống như những cái chương trình học của nước Úc thì cũng khá là căng. Thì mình có trong 2 tuần đầu tiên thì các bạn học sinh có thể là đi từ từ, thì bước vào tuần thứ 3 là bắt đầu đến những cái ngày cuối của tháng thứ 6 để kết thúc chương trình, thì toàn loại là essay, assignment 1.000 chữ, 1.500 chữ mà 2.000 chữ, thì các bạn học sinh thì phải có lẽ phải thức khá là khuya để hoàn thành những cái bài tập đó, chẳng hạn như vậy. Và thầy cô giáo cũng appreciate for để giúp đỡ học sinh, để có thể là tìm hết tất cả những cái tiềm năng của học sinh để có thể là hoàn thành tốt cái bài tập. Nhớ có một lần mình email cho một cái người cô vào lúc 1:30 sáng, thì người cô ấy cũng trả lời và ngay tức tốc đó, thì có thể là thấy được cái khả năng người ta push the effort to take care for the student very very much. Chương trình của mình hiện giờ đang đi vào giai đoạn cuối thì của trường Le Cordon Bleu, thì mình đã trải qua 2 lần thực tập của học viện rồi. Thì lần đầu tiên là mình làm ở resort, lần thứ hai là làm ở hotel. Đầu tiên là mình tự tìm, sau đó mình sẽ đưa cái chỗ tìm đó cho trường để trường xét cho mình, và sau đó trường sẽ tham khảo thêm ý kiến cho mình. Trường Le Cordon Bleu có một đặc điểm là hội career service khá là mạnh trên toàn nước Úc và quốc tế. Thì học sinh tại trường Le Cordon Bleu có một cái điều kiện là được thực tập tại Úc và được hưởng mức lương tương đương với dân Úc. Và bên cạnh đó Le Cordon Bleu còn có thể tạo những cái điều kiện cho học sinh để đi ra nước ngoài, chẳng hạn những nước như là Singapore và Hồng Kông, để có thể tiếp cận với những cái khách sạn quốc tế với những cái tầm cỡ gọi là cao hơn, chẳng hạn như vậy. Thực tập 50%, trong thời gian thực tập mình vẫn phải làm bài là 50%. Nếu rớt 120 cái, bạn fail toàn bộ course. Đó chính là điều kiện mà trường Le Cordon ban ra để bắt buộc học sinh vừa có kiến thức, vừa có kỹ năng thực tập, và bên cạnh đó cũng không được phá bỏ gọi là break the rule của cái reputation giữa Le Cordon Bleu với company đặt ra cho người học sinh. Thì đó là một trong những đặc điểm khá là hay. Mình sẽ thực tập những cái chuyên ngành trong khách sạn, chẳng hạn như là housekeeping, receptionist, hoặc là những cái chuyện nào liên quan tới front office, marketing, accounting, hoặc là human resource, chẳng hạn như vậy. Nếu trong những ngày đầu tiên thực tập thì đối với những ai mà học hospitality của hotel thì cái bước đầu tiên bắt buộc là phải là housekeeping attendant. Rồi sau đó mình sẽ đi đến những cái department khác. Còn nếu mà bạn thực sự gọi là quá xuất sắc hoặc là quá giỏi thì các bạn có thể đi đến một trong những cái gọi là academic department, chẳng như là finance, accounting, marketing hoặc human resource, để có thể là trao dồi kiến thức cho mình. Để trở thành một cái GM thì các bạn phải trải qua hết tất cả những cái department đó để trở thành một người quản lý khách sạn. Nước Úc là một nước khá là hòa nhập và khá là thân thiện với mọi người. Thì khi mà lần đầu tiên đi thực tập thì họ cũng rất là hết lòng giúp đỡ mình. Nhưng mà Úc là một nước có đồng lương khá cao so với thế giới. Nó là một trong những nước gọi là push on the most of the salary of the world, chẳng hạn, mình có thể nói là như vậy. Thì họ trả mình tiền như thế nào thì mình phải làm việc tương đương đúng cái số tiền đó, thì có thể là khá là cực. Một ngày thì mình làm có thể là khoảng 8 tiếng, nhưng mà họ có thể yêu cầu mình làm khoảng 8,5 tiếng và 9 tiếng, mà họ có thể trả penalty rate hoặc là overrate cho mình. Thì là một người du học sinh thì mình có thể sẵn sàng làm những cái việc đó để có thêm những cái kinh nghiệm cho mình. Muốn tìm hiểu về cái cuộc sống của bạn như thế nào, rồi khi mà bạn đi thực tập thì họ cũng có hỏi thực tập sao rồi, và chia sẻ với họ những kinh nghiệm thực tập để có thể giúp đỡ học sinh, rồi sau đó truyền lại cho những các bạn đi học sinh về sau những cái kinh nghiệm đó. Khá hoàn hảo. Nếu bạn thấy hay, hãy bấm like, share. Nếu muốn biết thêm thông tin, hãy bấm vào subscribe và nhớ nhấn vào cái chuông để được thông báo nhé.